Thế bọn con có phải con của bố không? Con thì con, nhưng mà xoài để chín ăn cũng ngon à. Cái xoài này nó to, nó chín cây, nó ngọt. Ăn ngon mày ra cái gì? À, vẫn ngọt. Ngon nhỉ? Vừa chua vừa chát thì ăn cái gì? Ôi, nhưng có phải con là đâu? Bố con... Vớ vả mà, ông định vả cho chúng mày giận giờ. Phải con đâu? Bố con này, cứ chửi. Tao vặt đấy. Cái gì? Tao vặt. Ông mẹ á? Tao cứ ăn lên tao bố, bố cứ chửi con nhỉ? Ôi, nằm quá cho mắt. Mày chửi thao mặt đấy phải không? Vâng, cứ chửi con mà. Tao mặt. Cháu tưởng thì ăn tiết canh không? À. Bố sáng nay vừa làm được con nhà ngoài kia quá bằng kia. Thế trước kia của bác cháu mình thì ok không ạ? Thì anh em biết đây, qua đây thì bây giờ thì thực ra là cũng đến mùa xoài rồi anh em ạ. Đấy thì xoài nó đang lở rộ, đang có quả rồi. Đấy rồi. Thì cái cây xoài của nhà cháu mình nó mọc lên đây, quả nó cũng bằng này rồi. Đấy thì hai thằng này nó cũng thích ăn xoài. Anh em hình dung là những cái quả xoài như này ấy, thì là ăn kiểu bao tử ăn rất là ngon nha mọi người nhé. Đấy nhưng mà trước khi năm ngoái ấy, là anh em mọi người còn nhớ là năm ngoái là cây xoài này ấy, thì là quả nó bé tí là anh em tôi là đã vặt hết rồi. Thế là trước khi ấy là năm nay là ông Ngọc cũng đã giao nhiệm vụ là không được bẻ đấy. Nhưng bây giờ mình khác rồi. Trước kia mình là em rồi. Đấy. Cụ ấy rồi. Ông ấy bảo là phải để to mới được ăn. Nhưng mà hai thằng này nó thích ăn. Nhưng mà tôi nói chung là có cụ đây rồi. Nghe không? Không nhà nữa. Của bố mày khác như nhà của cụ. Và nhà của cụ thì không phải nhà của bố mày. Đấy. Hiểu không? Mà tao biết thừa là kiểu gì cũng vào đấy cũng kiểu gì ông nhìn ấy kiểu ông Ngọc nhìn kiểu này là cũng ghét anh em tôi lắm nhưng mà không làm gì hết. Bây giờ tôi sẽ vào tôi xem vào thái độ của bố mày nha nhá. Ok mọi người. Ăn xoài đây, xoài đây, xoài đây. Ngon đấy. À bố, làm quả xoài. Ui giời, xoài bao tử. Xoài bao tử luôn. Ôi cái gì đấy? Xoài ạ. Xoài ở đâu ra đấy? Ngoài cây đó. Ngoài cây nhà mình đây, cây nhà lá vườn đây. Đấy, đặc cấp đấy bố, ăn ngon lắm. Chúng mày bị điên à? Xoài non này vặt cái gì? Tao bị bắt cho chúng mày chặn giờ. Thì bố ăn không mà bố cứ nói nhỉ? Ăn cái gì để đến nó chín mày ngon không? Vẫn vặt. Ăn nó bình thường vẫn ngon mày. Bọn mày bị dở à? Ông lại vả cho chúng mày chậm giờ. Ai cho chúng mày vặt? Đây cho bố quả to nhất. Tao không ăn. Chúng mày hay thật đấy nhở? Con thích. Con xoài thôi. Cái gì? Con thích thì bọn con cứ nhích thôi. Thế bọn con có phải con của bố không? Con thì con, nhưng mà xoài để chín ăn cũng ngon à. Cái xoài này nó to, nó chín cây, nó ngọt. Ăn ngon mày ra cái gì? À vẫn ngọt. Ngon nhỉ? Vừa chua vừa chát thì ăn cái gì? Ôi, nhưng có phải con là đâu? Bố con. Vớ vả mà, ông định vả cho chúng mày giận giờ. Mày vặt đâu? Bố con này, cứ chửi. Tao vặt đấy. Cái gì? Tao vặt. Ông mẹ á? Tao cứ ăn lên tao vặt. Bố cứ chửi con nhỉ? Ôi, nằm quá cho mắt. Mày chửi thao vặt đấy phải không? Vâng, cứ chửi con mà. Tao vặt. Cháu tưởng hay thằng con mất lết này nó vặt thì ông vặt. Mà ông cũng không nên vặt. Thế mày cấm tao. Xoài ba cái quả xoài vẹo ấy mày cấm tao. Xoài như con đi xoài đâu mà xoài là mày như xoài là tao quan trọng gì à thế là hóa ra là Ngọc ơi mày tiếc cái quả xoài đấy cũng ngồi đây quý ơi tao nói chứ đẩy cái thằng này nếu như này là lên họ ta không cho ăn gì luôn đấy. Đuổi lại luôn. Có mang quả xoài bé tí để cho nó lết là ăn cho bon mồm nhỉ. Bố ấy không cho. Xoài ngon như này phải ăn được tầm này. Bố chưa biết ai, bố đã cứ chửi bọn con bà. Bố cứ chửi đi. Thế về nó chửi. Xoài để bảo con. Tao làm là nó có bẻ cổ. Thế mày bẻ hộ tao ấy, cổ ấy Ngọc ơi, cổ. Cổ bẻ hộ tao ấy. Ông đừng cậy là ông như xoài đi để chín có phải ngon không ông? Ông cứ cụ thích ăn xanh ấy. Tao thích ăn như này thì nó mới ngon, chứ còn chín thì ăn ra cái gì? Cái này nó có vị. Cái này nó mới có chua. Ngon nhỉ? Cụ bất đây, bố mới lừa bọn con nhỉ? Bọn con kèm ăn, bọn con bảo cụ bất đấy. Nếu bố thấy tiếc thì bọn sống mày lại. Thế với ông, bố mấy bảo phải. Kẹt gì thế? Con tiếc gì chúng nó? Nhưng mà để chín nó ăn ngon hơn thì chả để cho chúng nó ăn chứ ai ăn. Mặc cái ông hốc luôn cũng được thì chả chín để cho cả ông hốc nữa. Ông thích đồ xanh thì là chín thì nó không ngon. Sao ông đừng có xui chúng nó hay là ông đừng có vặt nữa đấy, để chín ăn cho ngon. Nhưng mà cụ ơi con nói thật nhé, bố con tham nhỉ, con quả con xoài xanh đẹp nè. Ngoài ông hốc đây ông không nhớ à, xoài cái chín cây ngọt ngon như thế.
Ông cứ cậy quyền làm ông thích ăn gì ông ăn. Mày có mấy cái quả xoài mà cứ leo nhào ông mày mãi sao mày? À, bún thấu. Ông nào lên họ thì ăn uống xong thì mày mời ông đi karaoke tí được sao? Đúng rồi, ông mời mày trả tiền, nó trọng gì đâu. Khôn như ông. Nhà mà lên lầu, mày chết gì ông ấy, cái đồ mày phẳng ấy, mày cứ phải tránh toái mới ấy. Xoài này ngoài đường mọc đầy, em thích ăn trộm đường, có mấy được đùa. Nhà có cũng ăn. Nhà có ăn thì mang ra chỗ khác mà ăn đi. Chảy mất nước rồi. Thế bố ăn đi. Không ăn. Thế là tao tiếc, tao không ăn. Thế là ý mày bố mày đuổi tao ấy nè. Đúng rồi, bảo ba cho nó khác ăn. Thế tao bao giờ trùng chó tao ăn nhá. Nhá. Ông thích đi đâu đấy là đi đâu. Mày. Thế thì bố mày cứ xác định với tao phải không? À. Nên đấy thì tao cho bỏ bê con Ngọc. Cho Ngọc ăn từ chó cho anh. Ông Bình đuổi ra cổng. Mẹ, con cháu mất dạy. Ông ăn thì bảo đuổi ông ra từ chó anh. Nhưng muốn ăn không? Làm quả cho ưu buồn nữa. Ông ăn. Ngon mà. Ai, dứa dứa nhỉ? Cô tới theo không? Tí, ra bắt tiếp. Thôi, mày còn xui nữa. Huy, lại tiếc đấy. Đi mồm. Để tao để ông nói. Nên là ông thích ăn gì nhỉ? Ở trong miền Nam nó có hay có gì nhỉ? Xoài bao tử kiểu như là muối. À ừ, lại muối. Mày cứ làm cho ông một phình to. Ngâm muối, ngâm chắc muối. Chắc hết. Hết rằng cây thôi. Nửa cây thôi. Nửa cây thôi. Để không? Cụ mang về nhà, cụ ăn dần. Ừ, để cụ ăn dần. Bố con không tiếc gì hết đâu. Tiếc gì? Bố mày thoải mái. Phong độ ai nhập nhiều tiền. Tiếc thì mấy quả xoài xanh nè. Không nhìn mặt bố mày không thể nào. Tao không làm gì được ông. Tí nữa tao mách mẹ chúng mày vặt xoài non. Bố con vặt đâu? Cũ vặt mà. Chắc lại bố lại đổ tội luôn con vặt nhỉ? Tao vặt. Cũ. Cứ bảo ông vặt nhé. Bố cay bố không làm được gì lại bảo chú luôn con vặt đấy. Tí bảo mẹ giả vừa bảo mẹ là bố con vặt đấy. Chẳng lắm. Thế cụ ấy cụ cứ đi quanh nhà. Thấy hoa quả đấy cụ vặt. Cụ thích ăn quả đây cụ vặt quả đấy. Rồi mấy quả dứa ở trên đồi ấy. Đó. Này dứa của ông hàng xóm đấy. Ông nên mà vặt. Ông chỉ là ông của cháu thôi. Không phải ông của ông hàng xóm đâu. Ông bị táng cho à. Bố thích ăn tiết canh không? Bố sáng nay vừa làm được con ngan ngoài kia. Thế tại có ăn đâu à? Dâu dâu em nhé. Mày ngớ bổ mày. Đi bảo cháu cụ chia sẻ cho cụ ăn mới chuyện đấy. Làm với cụ nhỉ. Quả ngon là cũng cho cụ ăn nhỉ. Thôi được rồi, chiều tao góp cả 2 lít rượu. Làm sao mà mày cũng phải nó nghĩ. 2 lít rượu. 2 lít rượu 40.000 đi. Ăn nha. Rượu cho con đầy. Ăn đúng rồi. Cô thích uống rượu gì? Cô thôi, lỡ mình. Thôi, rượu nhà này tôi chán rồi. Cái canh của cụ ăn. Sáng nay bố là cũng ăn 3 cơn mà. Vâng, thế nhá. Vâng. Cụ bên phòng này thì cứ bà có thích canh gọi cụ nhá. Vâng. Cái gì? Không có thịt ngan thịt nghiếc gì. Ngan đấy để bố có khách quý bố đại bố đại gì kia. Bố thấy tao không khách quý. À. À thằng này. Coi như vụ như cỡ cái thằng nhóc cắt mà là. Khách quý gì? Ông là em con từ lâu rồi suốt ngày làm đây khách quý gì? Đứng trước thời trước tao làm em mày tao chán rồi. Giờ tao muốn làm ông mày cơ. Đấy chứ không phải làm em. Thế nhá. Vâng, chiều mà cứ đi nước thì tiếc quá. Có đi hay không nhỉ? Đun nước thôi. Thôi mày cứ tao thì cất nhanh. Không, cái gì? Bố cứ phải tiếc cái cụ nhỉ? Bố tiếc cụ à? Cụ ơi, bố ơi. Ôi, chắc tao quên vào không rồi. Chắc, cụ ào quá, cụ ào. Chắc ào. Không phải bố chụp phải đưa mày mua 2 lít rượu. Không thèm. Ông thích thì ông ăn. Ông uống.